Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Khi mới thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ, nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít, địch nhiều, lấy nhỏ, thắng lớn của dân tộc. Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn, làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sáp nhập với lực lượng cứu quốc quân và đổi tên thành giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ lực của mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ một đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia tổng khởi nghĩa, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân Pháp, đồng thời tạo nên thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, quân đội tiếp tục làm tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội. Nhìn lại chặng đường hơn 75 năm truyền thống vẻ vang của quân đội, chúng ta vô cùng tự hào về những chiến công vĩ đại và những bước phát triển mạnh mẽ của quân đội, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của quân đội, của Đảng bộ quân đội. Đồng thời cũng luôn luôn đòi hỏi cao, rất cao sự quyết tâm và ý chí, nghị lực của các đồng chí trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đã làm tốt rồi, càng làm tốt hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí rồi, càng nhất trí hơn nữa, như lời Bác Hồ dạy. Đảng bộ quân đội phải thật sự là một đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội, mãi mãi xứng danh là bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi xứng danh là quân đội anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng, mãi mãi bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. Quân đội luôn chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và tiến lên hiện đại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.